Vâng, xin giới thiệu các bác, đây là lô kiến cổ Mộc Vàng của Đức và của Pháp xưa. Tôi làm quay tổng thể nhé. Giờ em sẽ đi từ từ bên trái trước nhé, hàng thứ nhất nhé. À, đây là cây dấu bích chữ H này. Tiếp theo là nốt bù lê bi đòn gánh này, bù lê đòn gánh này, amo nhạn này. Đấy. Nhưng cuối cùng đúng là loại mình cũng là amo nhạn, nhưng con này size rất khá to, 145 luôn. Con này size 140. À, tiếp theo là sang hàng thứ hai, hàng đúc bù lami nha, phiên bản cổ điển nè, bốn chấu cổ điển. À, tiếp theo cái thứ hai của hàng thứ hai, bù lê 135. Con này tiếp theo số thứ ba, bù lê size 50. Tiếp theo số thứ tư hàng thứ hai cũng là amo nhạn size 140, mắt xanh rau muống. À, đây là lô kính cổ Mộc Vàng của Đức và của Pháp xưa, sản xuất tại giai đoạn thập niên 50 và 60. À, các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ em xem kính cổ và đồ cổ đồ xưa, ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 6566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Các bác lưu ý nhá, nhớ điện thoại trước để em liên tiếp đón từ xa. Tại ngõ 390 đường Trường Chinh Đống Đa, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đấy là một trong những giá trị cực kỳ lớn mà khi mua số đồ cổ xưa lâu năm có thương hiệu uy tín hơn 20 năm và số điện thoại cũng hơn 20 năm rồi. Thì bác lưu ý là nhớ là điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em bận đi gửi hàng. Giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định đánh giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân, thì cứ bắt điện thoại trước là em sẽ liên tiếp đón từ xa, tránh tình trạng đến đột xuất quá nhiều. Bác hay đến đột xuất là đến có khi bác đến một hai lần không gặp em, có bác đến chờ mất 1-2 tiếng, như thế là rất mất thời gian. Thì thay vì thế là cứ điện thoại trước. Lô kính cổ Mộc Vàng nhé, còn rất mới rất đẹp nhé, nguyên zin nhé. Vâng, rất cảm ơn bác xem video, video đến đây kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả phía sau.